Chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh YouTube Bất động sản Tiềm năng. Quý vị và các bạn thân mến, thì dự án Zeitgeist Nhà Bè ở kênh YouTube chúng tôi đã được cập nhật lên rất nhiều. Và trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói tiếp về tiến độ của dự án Zeitgeist Nhà Bè. Tính đến tháng 2 của năm 2022 thì phân khu 11 Zeitgeist River County 1 đã hoàn thiện được hạ tầng giao thông cơ bản và khu vực công viên bờ sông, bao gồm hệ thống cống thoát nước, tường bờ, và tiến độ xây dựng Zeitgeist Nhà Bè tháng 2 tương đối nhanh cho giai đoạn 1 khu thấp tầng. Hiện tại thì đội ngũ kỹ sư dự án Zeitgeist Nhà Bè đang bước vào giai đoạn thi công khu shop house và khu nhà phố thấp tầng, đã làm móng một số căn biệt thự đơn lập và song lập. Tiếp theo, chủ đầu tư dự án GS Zeitgeist Nhà Bè sẽ thi công các biệt thự đơn lập view sông siêu VIP nhất dự án. Sau đó, VGSI sẽ tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối để chuẩn bị thi công cảnh quan. Và dự án đang tiến triển ra sao? Thì dự án đã trồng cây xanh ven đường, khu công viên nội khu, đường song hành shophouse. Tất cả các căn nhà phố shophouse, biệt thự đơn lập còn lại đã được xây dựng lên tầng. Khu 1.2, 1.3 cũng đang có công nhân làm việc và thi công để san lấp mặt bằng. Với phân khu này thì chủ đầu tư dự kiến tung ra nhiều sản phẩm nhà phố biệt thự và căn hộ. Phần kè sát sông cũng đưa vào hoàn thiện và trồng, lắp đặt xây dựng cảnh quan. Công viên ven sông đã đổ nền và dự kiến sẽ được trồng nhiều loại hoa cây xanh và lắp đặt nhiều hệ thống chiếu sáng. Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên trụ điện chưa hạ ngầm và dự kiến vào quý 2 của năm 2022 sẽ hạ ngầm toàn bộ. Đã âm tường điện bên trong phạm vi dự án, đường nội bộ đã được tráng nhựa, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh. Các căn nhà đã được làm móng, xây thô lên cao 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng và 4 tầng. Hệ thống hạ tầng đã được thi công hoàn thiện 90%. Và với tiến triển nhanh chóng của dự án thì nhiều căn nhà đã cất nóc và đưa vào phần hoàn thiện cơ bản bên ngoài. Với diện tích 349 hectare, Zeitgeist sẽ được phát triển theo 5 giai đoạn và sau khi hoàn thành sẽ bao gồm khoảng 770 căn biệt thự, 16.270 căn hộ trung cấp, cao cấp và sang trọng, cùng rất nhiều tòa nhà hỗn hợp, trường học, bệnh viện, văn hóa và trung tâm hành chính. Zeitgeist tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, trục đường của Nam Sài Gòn, tiếp giáp với khu đô thị Cảng Hiệp Phước và Phú Mỹ Hưng của quận 7. Cư dân và khách của họ sẽ được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng được quy hoạch bài bản trong hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế. Dự án tọa lạc tại trung tâm của khu giáo dục rộng lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh với một số trường mẫu giáo và 19 trường học trong nước quốc tế, tạo điều kiện tiếp cận tốt nhất cho một số trường tốt nhất của thành phố. Khu vực này cũng có nhiều phòng khám, trung tâm và cơ sở chăm sóc sức khỏe, đảm bảo cả gia đình bạn sẽ được chăm sóc tốt. Zeitgeist được xây dựng với tầm vóc một khu đô thị hiện đại, 70% diện tích toàn khu là cây xanh, các tiện ích thư giãn và cảnh quan công cộng. Dự án còn sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời để tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, chạy máy nước nóng và dự trữ phòng khi mất điện. Các biệt thự, nhà phố, shop house được xây dựng với bê tông xanh, ít carbon, thân thiện với môi trường, công nghệ tiết kiệm năng lượng và hệ thống thu gom chất thải tự động cũng đưa vào thực tiễn. Căn phòng trong nhà đều được thiết kế với tầm nhìn thoáng, tối ưu, đón khí trời trong lành và ánh sáng tự nhiên, đồng thời sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Yếu tố thiên nhiên và môi trường thì luôn được chú trọng trong toàn dự án nhằm tạo nên một môi trường sống cân bằng cho cộng đồng cư dân. Các khu công viên được bao phủ bởi mảng xanh rộng lớn và những tiện ích đa chức năng ngoài trời mang đến không gian sống đẳng cấp, thuần khiết với thiên nhiên. Dự án đã được đánh giá rất cao trên nhiều yếu tố sinh sống. Như vậy, dự án hiện nay đã được 2 năm. Và với sự tiến triển nhanh chóng của dự án, thì chúng tôi tin rằng trong một thời gian ngắn tới nữa thôi, dự án sẽ được hoàn thành và hoàn thiện một cách bài bản và tuyệt vời nhất. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi dự án Zeitgeist Nhà Bè. Nếu quý vị và các bạn muốn biết thêm nhiều hơn về thông tin của dự án cũng như cập nhật tiến độ của dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline phía bên dưới. Và đừng quên
bình luận phía dưới video để cho chúng tôi biết quý vị có cảm nghĩ thế nào về dự án này. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.